Với đam mê nấu nướng thì ở đây khách hàng chúng tôi đã sử dụng lên tới 2 chiếc bếp, một chiếc bếp từ và một chiếc bếp ga, để khi có vấn đề về điện thì có thể chuyển qua bếp ga để sử dụng. Rất là thú vị. Vâng, xin chào, chào mừng quý anh chị các bạn đã quay trở lại với series Kitchen Tour. Hiện tại nội thất Phúc Thọ chúng tôi đang có mặt tại Ngũ Lão, Thủy Nguyên bên thành phố Hải Phòng để tiếp tục mang tới quý anh chị các bạn thêm một công trình nội thất tủ bếp nữa do chính tay nội thất Phúc Thọ thực hiện. Và phía sau ở đây quý vị các bạn có thể thấy một bộ tủ bếp với hình dáng của chữ L, chiều dài 2 chiều là tổng là hơn 5m. Chất liệu chúng tôi sử dụng ở đây khung thùng sử dụng inox 304 sơn tĩnh điện chắc chắn. Mặt ngoài chúng tôi sử dụng là kính cường lực được bo viền nhôm mạ inox cao cấp. Thì cùng khám phá xem chi tiết ở bộ tủ này có gì đặc biệt thì xin mời. Quý vị đang xem nội thất Phúc Thọ TV. Về tổng quan thiết kế ở một bộ tủ bếp thì lúc nào nội thất Phúc Thọ cũng đem tới cho khách hàng linh hoạt trong quá trình sử dụng. Minh chứng cho điều đó là hệ tam giác sinh hoạt ở đây quý vị các bạn có thể thấy. Khu vực lưu trữ bao gồm một chiếc tủ lạnh lớn hai cánh, khu vực sơ chế một chiếc chậu rửa và tiếp đến là khu vực là đun nấu thức ăn trước khi đưa ra bàn ăn, tạo ra một cái tam giác sinh hoạt rất là linh hoạt. Chúng ta sẽ lấy đồ khu vực lưu trữ sang sơ chế và khu vực đun nấu. Phòng bếp không quá rộng nên màu sắc của chúng tôi cũng rất là quan tâm ở công trình lần này. Ngôn ngữ thiết kế là các gam màu sáng, màu ghi sáng cho tủ dưới. Mặt kính cường lực cũng là màu trắng xanh, cũng là một tông màu sáng. Cùng với đó là mặt kính trắng siêu trong ở phía tủ trên. Tạo cảm giác thì chúng ta bước vào một phòng bếp không quá rộng, nhưng mà cái không gian của cái phòng bếp này sử dụng nó sẽ được linh hoạt và không gian sẽ được cải thiện hơn. Để chi tiết đi sâu vào công năng thì ở đây góc bên tay phải thì là một chiếc tủ lạnh đến từ thương hiệu của LG, tủ lạnh 4 cánh. Công trình lần này thì khách hàng cũng có đặt ra vấn đề về mức tài chính, nên ở tủ bếp này thì chúng tôi không thiết kế hệ tủ bao tủ lạnh nữa, mà tủ bếp chúng ta sẽ bắt đầu từ góc phía bên này, tức là từ chỗ tủ lạnh đi vào trong. Và nhân vật chính của chúng ta ở đây là một chiếc chậu rửa cũng đến từ thương hiệu Eurogon, vò rút thông minh rất là tiện. Trên chậu rửa thì tích hợp rất là nhiều các cái chức năng, các cái giá để đồ ướt hoa quả, các cái giá để đồ rửa bát, cũng như là cái hệ thống cài dao rất là tiện lợi. Phía trên thì một giá bát thông minh, giá bát nâng hạng cũng đến từ thương hiệu Eurogon, inox 304 cao cấp. Không thể thiếu là hệ tay nâng Bloom, chuyển động rất là mượt mà. Để cân xứng hai bên là các hệ cánh lật, để được rất là nhiều các cái đồ lưu trữ. Với công dụng ở cánh lật này thì ở đây tôi cũng xin giải thích lại một lần nữa là trong quá trình mình sử dụng thì với những cái lật như này thì chúng ta thao tác đi lại trong các phòng tủ, khi chúng ta mở ra lấy đồ vô tình mà mình quên đóng cửa thì mình cũng không bị vướng đầu, bởi vì cánh nó sẽ vượt qua cái tầm đầu của mình, rất là tiện. Và ở phía dưới khu vực chỗ rửa thì góc bên tay phải này là một khoang cánh trơ. Mục đích ở đây là chúng tôi có thiết kế là để máy rửa bát, mai sau có điều kiện gia chủ đưa máy rửa bát về thì chỉ cần tháo hai cánh này ra thôi là mình có thể đưa được máy rửa bát vào để sử dụng. Và để đảm bảo công năng trong quá trình sinh hoạt thì không thể thiếu là các cái giá chức năng. Đây là một giá thông minh kết hợp có thể để dao, để thớt. Và sau khi kết thúc khu vực sơ chế thì ngay lập tức chúng ta sẽ đến với khu vực là đun nấu chế biến thức ăn. Thì ở khu vực này thì với yêu cầu của gia chủ đặt ra cho nội thất Phúc Thọ ở công trình này thì là sẽ có hai phần bếp, một là phần bếp ga và một là phần bếp từ. Đây quý vị các bạn thấy. Và ở dưới khu vực bếp từ, bếp ga thì chúng tôi có bố trí cho khách hàng là các hệ giá đa năng. Chúng ta vừa có thể để kết hợp để bát, để các cái cốc chén cũng như là để xong nồi. Như ở công trình lần này thì khách hàng để xong nồi ở tầng dưới, inox 304 dày dặn. Phía dưới bếp từ thì ở đây chúng tôi có bố trí là giá để thìa dĩa, dĩa dao thìa chúng ta có thể cất gọn ở đây. Và phía dưới tác dụng không gian thì chúng tôi bố trí làm hệ tủ kho, có thể để các cái thùng gạo cỡ lớn, các hệ tủ kho để được rất là nhiều đồ. Cánh đóng mở rất là mượt mà. Và ở phía trên thì tâm điểm là một chiếc hút mùi đến từ thế hệ Eurosun. Hai bên hút mùi chúng tôi có bài trí là các hệ cánh lật đối xứng rất là hài hòa.
cánh mở cũng như vậy. Và để phối kết hợp màu sắc giữa phần màu ghi sáng ở tủ dưới cũng như là màu trắng ở tủ trên, thì ở đây ở phần kính ở giữa chúng tôi có sử dụng là màu trắng xanh, dòng kính dày 8mm cường lực của Hải Long. Đá chúng tôi sử dụng công trình này là dòng granite được bo thân cổ rất là nhẹ nhàng, vô cùng là tinh tế, cơ tính cao. Và một chi tiết cũng vô cùng là thú vị, ở đây thì chúng tôi có bố trí cho khách hàng là một hộc để gia vị, để khách hàng chúng ta có thể trong quá trình đun nấu thì mình có thể lấy các cái lọ gia vị nhỏ ở trên này, cũng rất là tiện, một chi tiết cũng khá là thú vị. Và ngoài ra ở trong không gian phòng bếp này thì gia chủ cũng có đầu tư cho gia đình một bộ bàn ăn với màu da ghế cũng gần như tương đồng với màu ghế, tạo một tổng thể vô cùng là hài hòa. Quý vị đang xem Nội thất Phúc Thọ TV. Và rất là nhanh, vừa rồi thì Nội thất Phúc Thọ đang mang tới cho quý anh chị và các bạn một không gian tủ bếp với chiều dài kích thước là 5m, tủ dạng chữ L, cao là 2m34, với định mức tài chính rơi vào khoảng 150 triệu đồng là quý anh chị và các bạn đã sở hữu cho mình một bộ tủ bếp với dòng chất liệu cao cấp tủ inox 304 sơn tĩnh điện, mặt ngoài sử dụng cành kính cường lực, bộ bàn ăn 6 ghế. Thì hy vọng đây là một lời gợi ý dành cho quý vị và các bạn có không gian bếp tương tự như này, hoặc nếu quý chị các bạn cần tư vấn thiết kế về các hạng mục nội thất bao gồm như là tủ bếp, phòng khách, phòng ngủ, phòng thờ thì hoàn toàn có thể để lại thông tin cho em chúng tôi qua hệ thống fanpage Zalo, Facebook. Hy vọng những video sau chúng tôi được quay tại video chính công trình của quý anh chị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Nội thất Phúc Thọ, uy tín từ những điều nhỏ nhất.